Xin chào quý vị và các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series Nhân Chứng Sống. Câu chuyện đầu tiên của tập ngày hôm nay tiếp tục do bạn Đức Hà Thôi Thối, diễn đàn Ô Tô Fan chia sẻ. Vài năm trước, tôi có một trải nghiệm, giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Dịp đấy là cuối năm, có ông anh rủ tôi đi lễ. Thật ra là làm tài xế chở vợ chồng ông ấy cùng với thầy đi là chính. Chả hiểu xem giờ cái kiểu gì mà hẹn 3 giờ sáng thì xuất phát từ một khu đô thị có tiếng ở Hà Nội. Biết tính vợ chồng ông anh rất kỹ tính, cẩn thận, đã tín nhiệm mình nên tôi cũng hết sức cẩn tắc. 3 giờ đón nhưng tầm gần 2 giờ sáng tôi đã mò tới. Đỗ xe nằm gần cổng nhà ông anh, tôi ngả ghế lim dim nằm nghe nhạc. Thế quái nào liêu diêu ngủ quên. Đang ngủ thì nghe văng vẳng có tiếng gõ cửa xe cộp cộp. Nghĩ là ngủ quên, tới giờ xuất phát tôi mới choàng dậy. Thoáng thấy bên ngoài có bóng người đang nhìn vào trong xe. Định thần nhìn kỹ lại thì không thấy ai. Đường vắng tanh. Nhìn đồng hồ thì chỉ mới là 2 giờ 15 phút. Nghĩ là mình ngủ mê, lại còn sớm nên tôi tranh thủ chợp mắt được một tí. Vừa mới ngủ thì có cảm giác có ai đấy mở cửa xe, gõ bụp một phát vào đầu gối rồi quát: "Đi chỗ khác. Đã bảo không được đỗ ở đây mà mày cứ cố tình không nghe, tao đánh cho què chân bây giờ." Tôi mới giật bắn mình choàng dậy, nghĩ là bảo vệ khu đô thị thấy đỗ trước cửa nhà người ta nên đuổi. Tôi lại nhìn quanh nhưng không có ai cả, cửa xe thì khóa trong, mở thế quái nào được. Nhìn đồng hồ, 2 giờ 45 phút, cũng gần tới giờ hẹn nên tôi kéo ghế thẳng lại, mở cửa xe tính ra làm điếu thuốc cho tỉnh táo. Thế nhưng lúc đấy chân bên trái không tài nào nhấc lên được. Nghĩ nằm kiểu gì đấy bị tê chân, tôi lấy tay nắn bóp mấy cái mà không hề có cảm giác tê hay đau. Nhưng chân trái thì không thể nào nhấc lên được, cảm giác cứ như bị liệt luôn. Hoảng hồn, tôi cố dùng tay xoa bóp nhưng không thể nào nhấc chân nổi. Đến 3 giờ sáng, vợ chồng ông anh tay xách nách mang một đống đồ ra mở cổng. Tôi tiến xe lên, bật cốp để vợ chồng ông ấy xếp đồ, muốn xuống giúp một tay nhưng không thể nào ra nổi. Hạ kính xuống, tôi bảo lý do. Ông ấy cười bảo không sao, có chạy xe nổi không, chờ tí thầy đến thì đi. Vợ chồng ông ấy lên xe, tôi kể lại cái chuyện ban nãy. Và giờ hậu quả tôi như thế, không thể nào nhấc nổi cái chân trái lên. Hai vợ chồng ông anh có vẻ lo lắng. Bà vợ vào nhà lấy dầu gió cao hổ ngâm để tôi xoa, nhưng xoa nóng rực cả chân và người mà cái chân vẫn như không. Lúc đấy không hề có cảm giác bị tê hay đau, nhưng chân thì không nhấc lên nổi. Tới lúc thầy đến, hai vợ chồng ông anh xuống đón. Bà chị trao đổi gì đó với thầy. Thầy đi lại chỗ tôi, mở cửa xe, nhìn mặt tôi rồi nói: "Thôi bị phạt rồi, nhưng yên tâm, thầy xử được." Thế là ông ấy lấy trong túi đeo bên người ra một cái lọ nhỏ, một cái khăn vàng, đổ tí nước trong lọ, có mùi thơm thơm hăng hắc, pha trộn mùi rượu, tỏi và cái mùi gì nữa mà tôi không xác định được. Rồi kéo quần xoa lên đầu gối của tôi, tay thì bấm bấm lầm bầm, rồi vỗ mạnh một nhát vào trán tôi. Tôi giật bắn cả mình. "Nào, thử nhấc chân lên xem nào." Tôi nghe thầy nói, tuy không có cảm giác và cũng không tin lắm, nhưng vẫn thử nhấc chân lên. Và kỳ lạ thay là tôi nhấc lên bình thường, mở cửa xe bước xuống như không hề có chuyện gì xảy ra. Còn không tự tin lắm, tôi đứng lên ngồi xuống mấy lần thì thấy ổn. Cảm ơn thầy rối rít. Ông ấy bảo: "Anh nay may đấy." Thế rồi ông ấy ngó cái chỗ tôi vừa đỗ, rồi quay lại bảo ông anh: "Chỗ này có vong, bốc cốt đi rồi, nhưng làm không đến nơi đến chốn nên họ vẫn chưa đi." Thế rồi cái hồi tôi còn làm trong miền Nam, ông sếp công ty tôi mua cho một căn chung cư ở thành phố Vũng Tàu, ngay khu Chí Linh, với mục đích lâu dài cho anh em xuống Vũng Tàu tắm biển chơi bời thì có cái chỗ ngủ đỡ phải mất tiền thuê khách sạn. Dịp đấy là gần cuối năm, tôi với ba cậu nữa rủ nhau xuống Vũng Tàu chơi. Tất nhiên là ở nhà chung cư của sếp cho đỡ tốn tiền thuê khách sạn. Căn hộ thì khá rộng, chắc cỡ tầm 120m², 3 phòng ngủ, view rất là đẹp, nói chung là rất ưng ý. Lúc lên phòng, mở cửa vào cất đồ, tôi đã có cảm giác gì đấy hơi gợn gợn, nói chung là không được thoải mái lắm. Hơi bất an nhưng kệ, tôi chỉ ngủ có một đêm là xong thì lượn, chả hơi đâu mà đi tìm hiểu. Ngó nghiêng tìm nơi thờ cúng, tôi đi đâu mà xác định ở
trừ nhà nghỉ khách sạn thì chịu, còn không thì đều mua chút lễ thắp hương báo với thần linh thổ công nơi đó. Thế nhưng không thấy nơi thờ cúng đâu cả. Nghĩ cũng lạ, không hiểu sao ông sếp không cho lập bát hương cúng thổ công thần linh. Hay là ông ấy nghĩ nhà chỉ cho anh em tá túc tạm nên không lập. Ngó nghiêng một tí, bốn anh em kéo nhau ra bãi biển. Tắm được có chút thì chán, vì nước đục và sóng to do đang mùa gió trướng. Cả bọn kéo nhau lên bờ nằm uống bia với mực, rồi về phòng tắm rửa. Rất lạ là lúc tắm, cái vòi sen cứ như ma làm. Nước cứ đang nóng lại lạnh, đang chảy rất mạnh tự nhiên lại dừng. Cả bốn thằng tắm đều bị như vậy. Cả bọn mới cùng bàn tán, nhưng nghĩ là do lâu không có người sử dụng nên nó bị như vậy. Tắm xong, nằm xem tivi một lúc thì kéo nhau đi tìm quán nhậu. Nhậu xong thì lại ra bãi trước, ngồi cà phê ngắm Vũng Tàu về đêm. Công nhận là đẹp thật. Tầm 12 giờ đêm, bốn thằng mới mò về phòng nghỉ. Có bốn thằng, ba phòng ngủ, nên tôi với một cậu nữa ngủ riêng mỗi người một phòng. Hai thằng kia còn lại tôi ngủ chung. Do uống cà phê nên tôi nằm mãi không tài nào ngủ được. Ba thằng kia chắc cũng vậy, vì tí lại có tiếng lục đục đi ra đi vào. Tầm 2 giờ sáng, tôi mò dậy đi vệ sinh. Vừa mở cửa phòng tôi giật bắn mình, thấy có một bóng người vừa lẻn vào rất nhanh phòng của hai thằng ngủ chung. Bật điện nhà vệ sinh rồi ra ngó thì cửa phòng đóng kín. Bật điều hòa nên phòng nào cũng đóng cửa. Tôi ghé tai nghe thì thấy bên trong im phăng phắc, chắc là bọn nó ngủ hết rồi. Quay người về phòng, tôi lại một phen hết hồn. Có một cái bóng người ngồi thu lu ở phòng khách, chắc chắn không phải là ba thằng làm cùng. Định thần nhìn kỹ thì không thấy ai. Nghĩ bụng quáng gà nên tôi về phòng, cứ nằm tràn trọc mãi chả ngủ nổi. Phòng bên cạnh lúc sau lại có tiếng lục đục, rồi lại có tiếng thì thào to nhỏ bên ngoài. Nghĩ là mấy thằng kia cũng khó ngủ, tôi mò dậy tính rủ bọn nó chơi bài. Mở cửa phòng đi ra, tôi lại nhìn thấy có người ngồi ở phòng khách. Hai lần như vậy thì không thể nào là quáng gà được. Đập cửa phòng hai cô em ngủ cùng, bọn nó mở cửa ngay, chứng tỏ bọn nó cũng không ngủ. Bọn mày cũng không ngủ à? Anh khó ngủ quá, mà sao bọn mày cứ lục đục đi lại lắm thế? Ơ, bọn em có đi lại đâu. Hai thằng nằm im cố gắng ngủ mà không ngủ được. Em lại tưởng là anh với cả anh Quỳnh đi lại nói chuyện với nhau bên ngoài. Anh có ra ngoài đâu, anh tưởng hai thằng mày ấy. Thằng Quỳnh lúc đấy lù lù đứng sau tôi, bây giờ mới dám lên tiếng. Mà anh ơi, em thấy phòng lạ lắm. Em vừa nhìn thấy có người ở ngoài phòng khách, em cứ tưởng là anh. Thằng Quỳnh nói tiếp. Mày cũng nhìn thấy có người à? Anh cứ tưởng là bị quáng gà. Một lần khác, tôi bám càng mấy ông anh đi Thái Nguyên chơi, toàn là công an. Lên đó chuyện gì kiểu gì mà hai bà cô, tôi gọi là cô vì nhiều tuổi, dẫn mấy anh em đi xem bói. Nghe nói cô này xem cực hay, nhà ở gần khu gang thép. Tôi chở mấy ông anh và bà cô tới, thấy nhà có điện thờ và có đến gần chục người đang làm đồ vàng mã. Vào nhà uống nước nói chuyện thì tôi được biết nhà này có ba chị em đều có khả năng xem, nhưng cô chị là giỏi nhất. Cô này có con cũng học ngành an ninh. Đặt vấn đề xong, bà cô lớn tuổi nhất bảo: ba bác đây xem được, riêng cậu này tôi không xem cho. Tôi mới ớ người ra, không hiểu mình đã làm cái gì thất thố để bị Phật ý, hay là thấy mình bé nhất nên không xem, hoặc cũng có thể là có lý do khác. Ông anh đi cùng nói đỡ, nhờ cô bớt chút thời gian xem cho cậu ấy. Bà ấy cười lớn rồi bảo: hôm nay không xem cho cậu này. Tôi vừa ngại vừa tự ái, ngồi uống chén nước xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Ông anh ngại chạy theo nói nhỏ: thôi chú thông cảm, chắc họ chỉ xem cho ba người trở lại, thôi để hôm khác anh em mình đi. Tôi mới bước xuống sân, đi ra cổng tính hút thuốc và vào xe làm dốc, thì ở phía sau lưng có tiếng phụ nữ gọi: này cậu gì ơi. Tôi quay lại giật bắn mình, một bà già mà tôi không đoán nổi tuổi, ăn mặc thì nhẩu nhĩ, mắt tròn xoe như hai hòn bi, tóc lờ phờ dựng tua tủa như là lông lợn rừng, mồm răng thì cái còn cái mất mà đen sì, nhìn như người thần kinh không bình thường. Tôi mới vâng một tiếng, vì không biết xưng hô với bà ấy như thế nào cho phải. Bà ấy túm lấy tay áo tôi, tôi hơi ngại và cũng sợ nên rảo bước đi nhanh, kiểu như cố tình giật tay bà ấy ra khỏi người tôi, nhưng bà ấy vẫn túm chặt, thành ra là tôi như lôi bà ấy đi. Cậu đừng giận, không phải chị ấy không muốn xem cho cậu đâu, mà là trước đấy người nhà cậu đã nói với chị
là không được xem cho cậu. Người nhà nào cơ? Mấy cái ông trong kia? Tôi hỏi trống không vì cũng thấy hơi khó chịu, và cơ bản cũng không biết xưng hô cái kiểu gì. Không, người khác cơ, cái người đi theo cậu ấy. Hai bà kia á? Tôi hất mặt về phía hai bà cô dẫn đường đang ngồi ăn vặt cạnh cái bể nước. Không, người nhà cậu ấy. Nhưng mà giờ người ấy nói chuyện xong với chị ấy thì đi có việc rồi. Lúc đấy tôi thật sự khó chịu, nghĩ bà này bị thần kinh, nói năng linh tinh, nên vùng tay ra rồi bảo: vâng, nếu vậy thì thôi. Thế rồi tôi đi nhanh ra cổng. Hút thuốc xong tôi nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến cái hình dáng cổ quái của bà ấy và mấy câu bà ấy nói. Khéo lại là... Thế rồi có một đợt tôi ở trong miền Nam, tôi có ở tầng 3 của một tòa nhà, làm việc mà ngủ luôn ở phòng cho tiện chơi game. Trên tầng áp mái thì là một ban quản lý của Vina Capital thuê. Nhiều đêm tôi ngủ cứ nghe thấy có tiếng đi lại, tiếng xô ghế, tiếng mở cửa. Nghĩ quái, không hiểu sao mấy cái ông Capital này lọ mọ đêm hôm kinh thật, nửa đêm vẫn làm việc mà cũng chẳng để ý lắm. Cho đến một hôm, tiếng động ấy nó vang xuống liên tục làm cho tôi không tài nào ngủ được. Bò dậy chơi game thì không sao, cứ nằm xuống lại nghe thấy. Tức quá mở cửa ra cầu thang ngó lên trên thì thấy tối om mà tiếng động cũng hết. Sáng hôm sau xuống căng tin ăn sáng, gặp ngay ông phó ban quản lý cũng đang ngồi uống cà phê. Tôi mới bực mình hỏi: anh này, bên anh dạo này đêm hôm cứ làm cái quái gì khuya thế, cứ lục đục ầm ĩ cả đêm, bố ai mà ngủ được. Ông ấy thì trố mắt nhìn tôi: ôi, từ ngày bọn anh về đây thuê văn phòng chưa có bất cứ ai ở lại làm đêm cả, mà nếu có làm thì bọn anh phải đăng ký với bảo vệ rồi. Quay trở lại với chuyện cá nhân tôi, thì lần đầu tiên tôi nhìn thấy vong là năm tôi cỡ 9 tuổi. Số là tôi về quê nghỉ hè, nhà hàng xóm có một cái vườn táo rất sai quả. Buổi trưa vắng, mọi người ngủ chưa hết, tôi trèo qua tường vặt trộm táo rồi đút đầy vào bụng, buộc chặt áo rồi thả táo vào trong. Sau đó cứ thế trèo qua bờ tường nhảy về. Tôi vừa nhảy uịch một phát xuống đất, còn đang ngáo ngơ nhìn xung quanh xem có ai phát hiện ra mình không, thì tôi giật bắn mình. Ở góc vườn cạnh chỗ bờ ao, chỗ đấy là mấy cái bụi dứa chứ không dây tường, có một người đàn ông mặc bộ đồ com lê xám trắng, đội mũ phớt đang nhìn tôi chằm chằm. Lúc đấy bé không nghĩ là vong, mà chỉ sợ ai nhìn thấy mách ông hàng xóm tôi ăn trộm táo thì chết đòn. Nhìn kỹ lại thì không thấy ông kia đâu. Tôi chạy về nhà và cũng quên luôn cái chuyện ấy. Mấy năm sau, khi hàng xóm xây bờ tường rào, họ đào móng thì phát hiện ở đó có cốt. Nghe mọi người kể lại, tôi mới nhớ lại câu chuyện buổi trưa hôm đấy, mùa hè mà sao cái cụ ấy lại mặc com lê, đội mũ phớt. Quê tôi thì có một ông thầy, ông ấy nay đã mất rồi. Thỉnh thoảng tôi về quê, thường được các chú các bác dẫn qua nhà ông ấy chơi. Xét về gốc gác họ hàng thì tôi cũng có họ với ông ấy. Nhà ông thầy nghe nói là có nuôi âm binh, tôi cũng không rõ đúng sai như thế nào. Có một lần ông chú dẫn đến nhà chơi, lúc đấy ông thầy cũng đã già yếu lắm rồi, 97 tuổi, nên ngồi một chỗ là chính. Hai chú cháu vào ngồi uống nước, tôi với ông chú vừa ngồi xuống thì ông thầy quát. Ông ấy già nhưng mà giọng vẫn sang sảng, rất có uy: cái bọn này hỗn, ra chỗ khác cho người ta ngồi. Tôi giật mình nghĩ là ông ấy đuổi mình, nhỏm dậy định đứng thì ông thầy cười bảo: ngồi đi, tao đuổi mấy thằng quân nó ra thôi. Lúc đấy tôi chả hiểu gì, định hỏi thì ông chú lừa tôi nên tôi im. Khi rót nước, tôi thấy ông chú rót 6 chén, trong khi rõ ràng có 3 người, kiểu như trên bàn có bao nhiêu chén là bố ấy rót cho bằng hết. Chúng mày uống đi. Tôi thấy cái cách nói chuyện của ông thầy dạo này có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng cũng không dám hỏi cái gì. Mà lạ cái là 3 chén nước chè ông chú rót ra, để một lúc tôi vô tình chạm vào một cái thì thấy chén lạnh tanh. Rõ ràng cái chén của tôi vẫn nóng, mà sao cái chén tôi sờ vào thì nó lại lạnh. Ông thầy có vẻ đoán ra được thắc mắc của tôi liền nói: nhà tao nuôi một đống quân, ăn uống phải lo cho chúng nó mệt lắm, bọn này nhiều lúc cũng khó chịu. Thôi xong rồi thì đi ra đi. Ông ấy nói liền mấy câu tôi chả hiểu gì. Ông ấy nói xong thì nghe thấy có tiếng chuông gió leng keng ở chỗ cửa ra vào, mà rõ ràng lúc đấy không hề có tí gió nào. Tôi tự dưng thấy rợn rợn, da gà nổi hết cả tay. Trước kia khi tao còn trẻ cũng nghịch lắm. Ngày ấy đói kém, mỗi lần khao quân phải dẫn chúng nó xuống chợ,
cho chúng nó xà vào hàng bún, bánh cuốn. Nhiều bữa đi chợ sớm, gặp mấy bà đi chợ, mua đồ cho thợ gặt. Trên đầu đội cái thủ lợn về nấu cơm cho thợ, ta mới trêu: sáng sớm bà đội đầu người đi đâu thế? Bà kia ngạc nhiên hạ cái thúng ở phía trên đựng cái thủ lợn xuống. Bọn quân âm binh nó che mắt bà ấy, làm cho bà ấy nhìn cái thủ lợn thành cái đầu lâu người. Bà ấy sợ quá, quăng hết cả thúng mùng, chạy trối chết. Một đợt khác là khi tôi về quê nghỉ hè. Đầu làng quê tôi có một cái cống thủy lợi. Một buổi trưa mình tôi tha thẩn ra đó chơi. Tôi ngồi trên thành cống, đung đưa chân ngắm nhìn dòng nước bên dưới. Thỉnh thoảng có vài con cá nhỏ nhỏ bơi qua bơi lại. Chợt tôi nhìn thấy có một con cá quả rất to, nhưng kỳ lạ là nó bị bẹp xép lép cả một bên đầu. Nó cứ bơi lờ đờ bên dưới. Tôi lấy viên đá nhỏ ném mà nó chả sợ. Lúc đấy tôi ngạc nhiên lắm, không hiểu sao con cá nó bị bẹp lép cả một bên đầu thế mà nó vẫn sống và bơi được. Còn cái vụ ném đá nó không chạy thì tôi nghĩ chắc là do nó bẹp đầu sắp chết nên nó không biết sợ. Buổi tối về nhà ăn cơm, trong bữa cơm tôi mới hào hứng kể lại cho mọi người về cái vụ mà tôi nhìn thấy con cá quả. Bà tôi nghe xong thì giận lắm, cấm không cho đi chơi giữa buổi trưa. Sau mợ tôi mới kể, cái cống ấy trước bọn trẻ con trong làng hay ra bơi, tụi nó cứ đứng trên thành cống nhảy xuống. Có một thằng chả hiểu nhảy cái kiểu gì, va đầu vào thành cống chết luôn. Bà tôi thì mất năm cụ 98 tuổi, tỉnh táo tuyệt đối cho tới lúc mất. Cụ mất rất nhẹ nhàng, sáng còn ăn được nửa bát cháo. Thấy khó ở, gọi con dâu, con gái vào đòi tắm. Tắm xong được tầm 2 tiếng thì cụ đi. Cụ đi đột ngột, nhưng các con các cháu không hề bị sốc. Trước đó cả tháng, kể cả ngày hay đêm, cứ lúc cụ thiêu thiêu ngủ là lại thấy cụ nói chuyện. Lúc cụ mở mắt, các con cháu mới hỏi: thế cụ vừa nói chuyện với ai thế? Vì cụ cao tuổi, đi xem thầy nói là khó qua được trong năm đấy, nhưng không nói rõ là lúc nào, nên cạnh cụ lúc nào cũng có túc trực 2-3 người. Cụ mới kể là bà này, ông này đến chơi. Những người đấy đều là người làng, họ hàng, nhưng đều mất cách đây từ chục cho tới 20 năm rồi. Có lần tôi với mẹ về, ngồi bên cạnh bà một lúc, đang nói chuyện bình thường thì cụ lại thiêu thiêu ngủ. Lúc đấy cụ lại nói chuyện, tôi và mẹ ngồi im một lúc, mẹ tôi bảo cụ lại nói chuyện với người âm đấy. Tình hình này chắc cũng không còn được lâu. Tới lúc cụ tỉnh dậy, mẹ tôi mới hỏi: bà lại vừa nói chuyện với ai đấy? Ông Hưng, ông ấy vừa ghé vào, ông ấy bảo sắp được gặp nhau rồi, có gì cần dặn con cháu thì dặn hết đi. Ông ấy bảo dạo này béo tốt tợn các cậu ạ. Ông Hưng thì là anh họ của bà tôi, ông đã mất cách đấy hơn 20 năm. Mẹ tôi cười nhưng nước mắt cứ ứa cả ra. Tôi cũng suýt khóc do thấy mẹ mình khóc. Thế nhưng được tầm 15 ngày sau thì bà tôi đi. Câu chuyện kế tiếp của một bạn Facebook ẩn danh. Bà này cũng là người đã từng chia sẻ về cái vụ chết hụt tàu ở ngõ 272 Ngọc Hồi. Trước đây tôi có kể là tôi có một em bé đang học mẫu giáo. Bé nhà tôi vẫn đang tuổi học nói nên nói rất nhiều. Tuy nhiên nói thì ngọng, và một số thứ bé chỉ biết hỏi hoặc ra dấu, chứ chưa nói được rõ để cho người lớn hiểu. Nói sơ qua thì hai vợ chồng tôi tài chính cũng không quá dư giả, nên vẫn còn đang đi thuê trọ. Thuê từ cái lúc yêu, rồi đến lúc bầu, rồi đẻ, rồi cưới vẫn đi thuê nhà. Mà kỳ ở chỗ, cái nhà nào chúng tôi đi thuê hình như đều có vấn đề tâm linh. Có cái là vợ chồng tôi cứng bóng và có vẻ người ta lành nên không phá bĩnh gì. Cho đến cái nhà chúng tôi ở hiện tại có vẻ là không thuận nhất. Bé con nhà tôi thì như đã kể mới đang học nói, nhưng nhiều khi nói những câu rất là lạ. Có hôm chỉ có mỗi hai mẹ con đang ở nhà, bé ngồi trong nhà, đang ngồi chạy ra chỗ cửa phòng, vừa nói vừa chỉ tay ra cổng nói với tôi: mẹ ơi, cô kìa, mẹ ơi cô kìa. Lúc đó là 10 rưỡi đêm. Nhà tôi đang ở thì là mặt đường, nhưng đấy là kiểu đường nhánh của làng nên nó rất vắng. Chưa kể là hai bên cạnh nhà tôi thì đều không có người ở. Sau khi nghe con nói vậy, tôi có ngó ra và chạy cả ra cổng ngõ, cũng không thấy ai cả. Nếu xe máy đi qua thì phải có tiếng xe. Đường trước nhà tôi thì là đường trục, thẳng tắp, không có ngõ ngách gì hết. Nên trong khoảng thời gian đó, nếu có người đi bộ qua thôi thì cũng không thể đi hết con đường nhanh như thế được.
Tôi ngó rồi không thấy ai. Mới quay lại hỏi kỹ bé là cô nào, cô đâu. Bảo là con chỉ cho mẹ xem. Thì bé chỉ bảo là cô đi mất rồi. Chuyện chưa dừng ở đó. Tôi cũng cứng nên chỉ cho là câu nói trẻ con mà không để tâm. Cho đến khi đầu năm nay qua Tết, chắc được độ tầm một tháng, em chồng tôi có dẫn tôi lên chùa ở dưới quê làm lễ giải hạn. Ghi sớ làm lễ đầy đủ thì xong, tôi bận việc về trước, còn em chồng ở lại lễ sau về sau. Đến lúc về, em chồng còn nói chuyện là sư bác xem sớ, xem ngày sinh tháng đẻ, rồi xem quẻ gì đấy cho, thì nói là tôi bị một cái vong nữ chết trẻ đi theo xin ăn và theo cho tới tận nơi ở bây giờ. Nghe xong chuyện này, tôi dựng cả tóc gáy, liên tưởng ngay đến những câu nói của con tôi đợt trước. Nhưng cũng may sư bác nói lại là người ta không xấu xa hãm hại gì, chỉ là do tôi đi qua nơi nào đó gặp, hợp vía nên người ta theo. Lúc nào tiện, bác sẽ làm cho một bài khấn, rồi chỉ dẫn đồ đạc tự mua về, làm cái lễ nhỏ trước cổng, đốt vàng mã, hóa đi, rồi giải gạo muối coi như tiễn người ta đi là được. Chuyện này xảy ra sau cái lần tôi bị chết hụt ở tàu, nên cũng không biết có phải là bị vong đường tàu theo hay là vong ở đâu. Mà tôi cũng để ý, mặc dù là nhà riêng thuê ở đây, nhưng từ độ cưới xong về quê là tôi cứ nôn nóng, rất thích về quê nhà chồng và cũng rất hay đòi chồng đưa về quê ở Hưng Yên mỗi khi rảnh. Ở quê thì không sao, nhưng cứ về đến cái nhà thuê này tôi lại thấy ngột ngạt bí bách, mặc dù nhà cũng rất rộng, thoáng mà sạch đẹp. Trong khi đấy về quê thì cũng là nhà thờ tổ. Chồng tôi thì con trưởng, cháu đi tôn của họ, nên về thì cũng chỉ có mỗi hai vợ chồng và con ở đây, chứ nhà cũng chẳng có ai. Nhưng cứ ở nhà dưới quê thì tâm tính tôi điềm đạm, nhẹ nhàng, mát tính, tự tôi thấy như thế. Chứ còn về nhà thuê này thì tính tình lại bắt đầu nóng nảy, cáu bẳn, tâm thì lúc nào cũng cảm giác bốc hỏa, dù đôi khi va phải những vấn đề rất còn con. Nhắc tới cái nhà ở thuê thì rất nhiều năm về trước, cái khu đất đai quanh nhà thờ chồng tôi vẫn là cái khu bãi bồi. Đây là do cô chồng tôi kể như vậy. Hầu như khi đấy, nhà nào cũng xây một cây hương trong sân trong vườn, hướng mặt ra hướng sông để thờ bà chúa đất hay cái vị cai quản đất phù hộ cho gia đạo yên ổn. Đương nhiên, nhà chồng tôi cũng không ngoại lệ, cũng có cây hương ở cái khoảng tiếp giáp giữa sân với vườn. Tôi thì hồi mới về thấy cây hương đã vừa lạ vừa sợ, vì như ở khu nhà mẹ đẻ tôi ở trên này thì thường nhà nào có vong thì mới phải lập cây hương để thờ, nên tôi nghĩ nhà chồng tôi cũng thế, cho đến khi hỏi và được cô chồng kể lại. Cô chồng tôi cũng bảo các cụ hồi xưa kể khu này cũng là khu đất giữ, nhưng nhà các cụ ở lâu đời nên không có gì phải sợ. Cô thì nói thế, nhưng thím chồng bảo là sợ vì hồi xưa ở và ngủ ở đây đêm toàn mơ với bị bóng đè. Các bà kể thì tôi chỉ biết nghe chứ không sợ. Cái quan trọng là tôi thấy thích ở đây vì nhà cửa không khí thoáng đãng trong lành. Cho tới một lần, chắc là tầm độ tháng 3 âm năm nay, đợt đấy về quê chơi mấy hôm mà lỡ mang quần áo ít nên tôi phải giặt quần áo gấp và phơi trong đêm. Lúc giặt xong mang ra phơi thì chắc tầm hơn 12 giờ. Tôi nhớ hôm đấy là hôm rằm, vì trước lúc giặt chồng tôi còn gàn bảo là thôi giặt sau đi ngủ sớm vì mai rằm dậy sớm đi chợ thắp hương. Sớm cụ thể là tầm 7 giờ, chứ tôi mà về quê toàn ngủ 9 giờ mới dậy. Đang phơi quần áo được một nửa thì tôi nghe thấy có tiếng bước chân kiểu người ta đạp trên lá tiến về phía tôi. Cứ nghĩ là lão chồng trêu nên tôi cứ im im phơi quần áo coi như không biết. Dình cho tới lúc nghe thấy cái tiếng bước chân sát đến sau lưng, tôi mới quay ra òa để cho lão ấy giật mình. Nhưng hú hồn, tôi quay phát lại định òa thì giật bắn người vì không có ai cả. Sân vườn trống trơn, gió thì không có, thì không biết cái tiếng bước chân lúc nãy là tôi nghe từ đâu ra. Khẳng định với mọi người là tôi không thể nghe nhầm, vì vườn nhà chồng tôi lá cây rụng và khô nhiều, nên cái tiếng bước chân kiểu như dẫm trên lá nó không thể nào nhầm được, mà chuẩn tiếng bước chân vì nó đi theo nhịp. Mọi người cứ tưởng tượng người có hai chân thì chân này dẫm xuống, chân kia nhấc lên, nó theo nhịp như vậy. Xong quả đấy, tôi hết hồn, phơi vội cái bộ quần áo rồi lăng ba vi bộ phi vào giường đắp chăn chùm đầu ngay lập tức. Chuyện còn chưa hết, sợ cái lần đấy thôi chứ lên nhà thuê trên này chắc được tầm 2 tuần tôi lại bị thèm về quê, thế là lại đòi chồng cho về. Hôm đấy buổi trưa, tôi cho con ăn ngồi ở ghế tràng kỷ cạnh cửa sổ hướng mặt ra vườn. Đang ăn dở, lúc đấy chắc tầm hơn 12 giờ trưa,
Ông con lại vươn người đứng lên, túm lại cái chân song cửa, rồi đu lên thò tay chìa ra hướng vườn, gọi: "Bà ơi!" Con tôi nó bé nên chưa phân biệt được, cứ ai mà là đàn bà mà có vẻ già là bé gọi bằng bà tất. Tôi nghe xong mới hỏi: "Bà nào? Bà đâu?" Thì con trèo xuống, chạy vòng ra bên ngoài, rồi chỉ tay ra vườn bảo: "Mẹ ơi, bà kìa!" Tôi hỏi: "Bà nào? Trông bà thế nào?" Con ra chỉ bà cho mẹ xem. Nó đi xuống sân, rồi chỉ tiếp ra cổng, bảo là bà đi mất rồi. Lúc đấy, tôi lại tiếp tục quăng hồn quăng vía lên ngọn cây. Vì con tôi từ lúc nó biết nói đến giờ, chưa lần nào nó nói linh tinh. Chỉ thấy nó nói nhìn thấy cái gì rồi gọi bố mẹ, kiểu như: "Mẹ ơi, ô tô kìa, con mèo kìa." Mà chưa bao giờ tôi thấy nó nói với mẹ những gì mà không có ở đó. Trường hợp duy nhất trước đây là cái vụ chỉ ra cổng nhà thuê gọi cái cô kia. Một trải nghiệm khác của bạn có tên là Phương Thúy. Trước đây khi mình ở trọ, lúc nào mình cũng hương khói đầy đủ ngày rằm vào mùng 1. Có một hôm mấy chị em đang ngồi kể chuyện ma cho nhau. Chị mình lên gác ngủ, còn lại mình với một chị khác. Bỗng nhiên thấy trên tờ giấy trắng có một giọt máu mà nhỏ thành giọt hẳn hoi, chắc phải từ độ cao nào đó. Hai chị em ngước mắt lên trần thì không có gì. Cầm thử cái bút mực đỏ vẩy ra cũng không thấy có ra mực. Ngó xem có ai bị chảy máu hay không cũng không luôn. Lúc đấy hơi sởn gai ốc nên gọi cái chị trên gác xuống. Chị ấy cũng không giải thích được. Lần tiếp theo cả nhà đi vắng, có anh họ lên chơi. Tôi lên gác ngủ trưa. Đang trong giấc ngủ, tôi mơ màng thấy có hình ảnh anh tôi ra ngoài quên không khóa cửa và trộm vào khuôn hết đồ. Tôi giật mình tỉnh dậy, chạy ra ban công ngó xuống, thấy anh tôi đang đi ra đầu ngõ thật và chạy xuống thì cửa không khóa. Không biết có phải là có người muốn giúp tôi hay không. Sau đó tôi chuyển nhà trọ. Nhà trọ tôi chuyển đến thì là phòng cuối trong dãy trọ 5 phòng. Không có bát nhang. Phía trước cửa có một cái bể nước lọc trên cao đã lâu không dùng, nên có một cây bông rất to mọc lên. Hàng ngày hàng xóm thấy có con mèo trắng lông xù rất to, khoảng 8 cân, cứ bám vào đu cây bông ấy cứ như người. Thỉnh thoảng nó đi trong sân xóm trọ, đuổi nó thì nó ngoái lại rồi lững thững bước đi tiếp, chứ không có chạy. Tôi cái đợt đấy đang là sinh viên học quy hoạch nên phải đi nhiều nơi và đi về làng cổ. Sau khi khảo sát ở làng Cựu Phú Xuyên, về buổi tối tôi ngủ thì nằm mơ thấy có một bé gái và một người phụ nữ, hai người đều xõa tóc đứng ở cửa sổ nhìn vào giường tôi nằm. Tôi bật dậy thấy cửa sổ mở, còn thò tay ra đóng cửa lại. Sau đó một tháng trời phải có tới vài con mèo rất đông cứ đứng trước cửa nhà tôi gào, còn cào cửa nhà tôi. Tôi nghe rất là rõ, nằm run lên vì sợ không ngủ được. Hàng xóm thấy thương quá, có người ném dép, có người cầm quả chuối phi mà bọn nó còn chả thèm chạy. Đấy là cái khoảng thời gian kinh hoàng nhất với tôi. Nhưng tôi cũng không có chuyển trọ, vì nghe thấy câu khích của hàng xóm là chẳng ai ở cái phòng này được lâu. Người lâu nhất chỉ được có 3 tháng là chuyển, vì ai cũng nằm mơ thấy có bé gái mà phòng thì lạnh, không ngủ được, không ốm vặt thì cũng hay mơ. Dạo đấy tôi cũng bị ốm, tôi cứ nghĩ là phòng ẩm thấp, cứ sáng ra lại hắt hơi gần 20 cái nên cũng không quan tâm. Em trai tôi đến ngủ ở đây cũng mơ thấy có bé gái trong phòng nhìn nó ngủ. Nghe hàng xóm kể thì nhà bên cạnh không thuộc đất xóm trọ mà là hộ dân ngoài, có một bé gái chết từ bé. Nhà đấy lại giáp với phòng tôi, vì phòng tôi là phòng cuối dãy. Bạn bè đến thì khuyên tôi để tỏi ở cửa sổ rồi hắt nước thơm qua cửa sổ. Tôi gạt đi nói, nếu đã là đất của người ta thì mình chỉ là người ở nhờ, mình không có quyền làm thế, cứ để mọi thứ tự nhiên. Cô chủ nhà sang, tôi có bảo cô ấy là chặt cây bông trên bể nước đi. Và rồi từ đó không còn hiện tượng gì. Cái lần duy nhất tôi nằm mơ là cái hôm tôi đi khảo sát về, đứa bé đứng trước giường hỏi tôi: "Chị thấy em mặc cái áo mới này có đẹp không?" Tôi vẫy tay rồi bảo: "Đẹp lắm, nhưng chị đang mệt nên chị ngủ đã nhé." Thế và từ đó là không còn bao giờ nằm mơ, mà cũng chỉ có mỗi tôi ngủ phòng đấy mới được ngon lành. Tôi trọ ở đó hơn 2 năm, ra trường đi làm chuyển chỗ trọ. Sau tôi thì là một bạn cũng quen biết với tôi đến đấy trọ. Tôi hỏi có thấy hiện tượng lạ gì không. Bạn ấy là nam nên rất cứng, biểu tượng cảm xúc là cười, bảo là không ai dọa được bạn ấy đâu. Thế rồi một hôm bạn ấy gọi điện cho tôi, bảo là 1 giờ sáng đang đeo tai nghe để nghe nhạc thì thấy có tiếng gõ cửa rất to, nghĩ là có trộm nên bạn ấy cầm khúc gỗ ra mở cửa thì không thấy ai. Nửa tiếng sau lại có tiếng gõ, đi ra mở lại vẫn không thấy ai. Từ đấy là bạn ấy sợ hẳn
và chuyển sang ở cái phòng bên cạnh. Còn về cái chuyện mèo kêu gào đã từng xảy ra trong quá khứ của gia đình tôi, đây là do bố tôi kể lại. Khi đấy là tôi mới được có gần 2 tuổi, bà nội tôi mất. Bố tôi tháo chiếc giường của bà ra gác ở đầu nhà. Đêm hôm tiễn bà xong, nhà tôi đang ngủ thì nghe thấy có tiếng mèo kêu. Bố tôi cầm gậy ra sân, thấy cảnh tượng kinh hoàng. Có đến khoảng mấy chục con mèo không phải đang chạy nhảy tung tăng, mà đang ngồi ở sân chõ vào cái chỗ giường của bà mà kêu. Bố tôi cầm gậy sắt phi thì chúng nó chạy hết. Và nằm được có một lát lại nghe thấy có tiếng kêu. Lần này bọn nó còn chõ vào chỗ gian thờ bà mà kêu. Bố tôi cầm gậy phi rồi chửi: "Mẹ chúng mày, mẹ ông mất mà không để mẹ ông yên. Mai ông xem có chỗ nào có bùa, ông đào hết lên ngâm vào nồi nước giải hết." Từ lúc đấy là im bặt. Đến giờ tôi không hiểu vì sao bố tôi biết là có thầy bà là ai mà chửi. Hôm đấy thì rõ lắm mèo, bố tôi phi thế mà chả trúng con nào. Chắc cũng sợ phi trúng nên chỉ phi dọa mà thôi. Còn về ông ngoại tôi thì ông mất lúc 9 rưỡi tối. Tôi ở lại với ông đến hơn 12 giờ đêm thì mẹ giục về. Cũng vì sợ nên tôi ngủ với em trai. Ngủ được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng gọi rất rõ bên tai: "Thanh ơi, mở cửa cho mẹ." Trong đầu tôi lúc đấy vẫn ý thức được là mẹ bận trông ông không về được, nên trong mơ tôi có nói: "Định gọi hồn à, tỉnh lắm không gọi được đâu." Mà lúc đấy là tôi nghĩ ở trong mơ như vậy. Sau câu đấy tự dưng tôi tỉnh, bật dậy thấy buồn đi vệ sinh nên đi ra mở cửa. Sáng dậy nghĩ lại mới thấy ghê lạnh cả người. Không may ra ngoài mà bị bắt thì có khi xong đời. Lo xong cho ông thì chú rể tôi cũng kể là hai hôm sau ông mất, chú đang nằm cũng nghe thấy có tiếng gọi rất rõ bên tai. Gọi hai lần liền, cách nhau có một lúc mà lúc đấy là 1-2 giờ sáng rồi. "Anh ơi!" Chú tôi thì nằm run bần bật, mồ hôi toát ra không dám dậy vì nằm cạnh con nhỏ. Tôi có hỏi hay là hàng xóm gọi thì chú khẳng định là không phải vì tiếng gọi rõ bên tai. Chuyện khác thì của một bạn Facebook ẩn danh. Đây cũng là câu chuyện cuối của ngày hôm nay. Chuyện này được bạn ấy chia sẻ vào ngày 24 tháng 8 năm 2024. Tôi thì là sinh viên đại học năm thứ nhất ở Sài Gòn. Nhà tôi ở Bình Định. Đây là cái câu chuyện khó giải thích của tôi, mặc dù tôi là người theo chủ nghĩa khoa học và không tin mấy vào những câu chuyện tâm linh. Theo cá nhân tôi thường nghĩ một vài trường hợp câu chuyện tâm linh chỉ là sự xảy ra trùng hợp nào đó, rồi qua cái sự biến tấu và thêm bớt từ người này sang người kia và trở thành một câu chuyện bí ẩn. Tôi thì có một người chị sinh đôi, tôi thì là con trai. Vào năm lớp 9, chị tôi có một lần thấy có một cái bóng trắng lướt đi trong làng tôi ở và có hình dạng con người. Thế là chị hoảng quá bỏ chạy. Một lần nữa khi chị giặt đồ đêm khuya mà sân sau thì là rừng keo, đang giặt thì chị hoảng hồn khi quay ra sau lưng cũng là một cái bóng người áo trắng vụt qua. Kể từ cái ngày đó là tâm lý chị trở nên bất ổn, chị sống khép kín, sợ bóng tối. Tôi khuyên chị chắc là do ảo ảnh của mắt, do mỏi nên tạo ra tàn ảnh. Thế rồi cái năm tôi học lớp 10, đợt Covid hoành hành, tôi cách ly tại khu cách ly tập trung kiểu như bệnh viện dã chiến ở chỗ hải quan đã bỏ. Tôi ở lầu 3 tại hội trường và sân khấu. Chị tôi thì ở cùng với mẹ tại khu sân khấu rộng, còn tôi thì ở hậu phòng tối và nhỏ phía sau cầu thang một mình. Trong cơn chóng mặt do Covid gây ra, tôi có thấy bóng của một cậu bé ở trước đầu giường. Mặc dù khá gần nhưng tôi lại không thấy rõ mặt. Đã vậy tôi ra sức đuổi đi nhưng không đi. Căn phòng thì yên tĩnh nhưng tôi lại nghe thấy có rất nhiều cánh tay đập mạnh vào cửa sổ cùng với tiếng người lao xao trong căn phòng. Lúc nửa tỉnh nửa mê đấy, tôi được các cô điều dưỡng đưa đi sang phòng với mẹ tôi. Còn phòng đó thì dành cho các cô nhân viên điều dưỡng không may bị lây bệnh. Sau khi truyền nước thì tinh thần tôi ổn trở lại. Tôi cảm thấy rùng mình khi nhớ lại câu chuyện và cảm giác ớn lạnh mỗi khi bước ngang qua căn phòng đó. Cũng có thể đây là do mắt bị quáng gà từ hậu Covid hay là có triệu chứng về bệnh tâm lý. Nhưng câu chuyện đó với tôi là thật, đặc biệt là chị tôi. Đến giờ tôi vẫn rất lo cho chị, không biết làm thế nào để giúp chị có cuộc sống bình thường trở lại. Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập Nhân Chương Sống ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên ấn like, đăng ký kênh để ủng hộ MC. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của series Nhân Chương Sống.